Ngày 15 tháng 1, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp WinCommerce, thành viên tập đoàn Masan đã tổ chức lễ công bố chuyển đổi thương hiệu hệ thống bán lẻ Vinmart thành Winmart. Kế hoạch chuyển đổi thương hiệu đã được WinCommerce đề ra ngay từ thời điểm tập đoàn Masan mua lại mảng bán lẻ từ tập đoàn Vingroup. Lộ trình chuyển đổi này sẽ được WinCommerce hoàn tất trong quý 1 năm nay. Sau khi mua lại WinCommerce, Masan đã tái cấu trúc thành công, cải thiện hiệu quả vận hành, tiên phong ra mắt mô hình bán lẻ mini-mall đáp ứng đa dạng nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng với hệ sinh thái tích hợp Winmart Cộng, Techcombank, Kiosk Phúc Long, dược phẩm Pano và mạng di động Daddy. Đến nay, chuỗi Winmart và Winmart Cộng có gần 3.000 điểm bán tại 60 tỉnh thành và là hệ thống bán lẻ có độ phủ lớn nhất của cả nước. Sau 7 quý về tay Masan, quý 3 năm 2021 là quý đầu tiên WinCommerce có lãi với lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng.